Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam lộ La Sơn, mới đây đại tá Nguyễn Đình Thừa, phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, đơn vị vừa chỉ đạo công an huyện Phong Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều lái xe con biển kiểm soát 36A48567 do điều khiển phương tiện vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền làm 3 người chết. Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Hải Minh, đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đến bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm hỏi, trao hỗ trợ 15 triệu đồng đến thân nhân có người tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương. Đến 15 giờ ngày hôm qua 18 tháng 2, đoạn tuyến nơi xảy ra vụ tai nạn các phương tiện giao thông đã cơ bản lưu thông trở lại bình thường. Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Phan Đình Kiều sinh năm 1969 ở tỉnh Con Tum, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A48567, chở theo 4 người trong gia đình, gồm anh Phan Đình Quý sinh năm 1978, vợ Lê Thị Hạnh sinh năm 1983 và hai cháu Phan Lê Khánh Vân sinh năm 2009, Phan Đình Quang sinh năm 2015, cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ, La Sơn, theo hướng Nam Bắc. Vụ tai nạn liên hoàn trên đã khiến cháu Phan Đình Quang tử vong tại hiện trường. Cháu Phan Lê Khánh Vân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Chị Lê Thị Hạnh bị thương rất nặng, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, nhưng đã không qua khỏi. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, tại km 48, cộng 200m, cao tốc Cam Lộ, La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, ô tô con vượt lên từ phía bên phải và chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát. 63C43659 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 63R00227 do anh Huỳnh Văn Dũng sinh năm 1974 trú xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang đang đi cùng chiều phía trước cùng làn đường. Sau va chạm, ô tô biển kiểm soát 36A48567 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị Đà Nẵng, đâm vào xe tải biển kiểm soát 63H00568 Do anh Lâm Văn Tâm, sinh năm 1982, trú phường Vĩnh Mỹ, châu Đốc, An Giang cầm lái, đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Sau đó, ô tô biển kiểm soát 36A48567 tiếp tục lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Cùng lúc đó, ô tô biển kiểm soát 63H00568 bị xe đầu kéo biển kiểm soát 51G15090 kéo theo cho móc biển kiểm soát 51R34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1980, trú phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang đi cùng chiều phía sau cùng làn đường hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, Tông vào. Vụ tai nạn khiến ba người trên xe ô tô 36A48567 bị tử vong. Xe ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng, hất văng khỏi rào chắn xuống về đường. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tối qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy ô tô trên đường Hoàng Sa, đoạn qua phường Tân Định quận 1, để việc kiểm tra hiệu quả tổ công tác nhờ sự hỗ trợ của công an phường Tân Định, chốt chặn các con hẻm tại khu vực để tránh tài xế phát hiện chốt quay đầu bỏ chạy. Lúc 21 giờ 30 phút, anh NMT, sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh, chở theo người đàn ông ngoại quốc lưu thông đến gần chốt thì phát hiện cảnh sát giao thông nên dừng lại. Các cán bộ cảnh sát giao thông tiếp cận kiểm tra phát hiện anh T có nồng độ cồn ở mức 0,294mg trên một lít khí thở, lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng. Anh T cho biết đang đi bộ trên vỉa hè thì người đàn ông ngoại quốc tiếp cận nhờ trợ giúp một đoạn với lý do không biết đường. Tối nay tôi có uống một chút bia rồi nên không chạy xe. Thấy người đàn ông nước ngoài năn nỉ quá, tôi cứ nghĩ ông ấy lạc đường nên đến chở giúp. Ai ngờ ông say rượu mới nhờ chở qua chốt, bây giờ tôi bị phạt, đúng là tôi làm phúc phải tội, anh Tây nói. Trong lúc cảnh sát giao thông lập biên bản, người đàn ông ngoại quốc này liên tục có hành động và lời nói mất kiểm soát. Khi tổ công tác can thiệp thì người đàn ông ngoại quốc này mới chịu rời khỏi chốt. Khoảng 20 phút sau, ông TXC sinh năm 1979 quê Bà Rịa Vũng Tàu lái xe máy qua khu vực biểu hiện xe xỉn nên cảnh sát giao thông đã mời vào làm việc và kiểm tra nồng độ cồn. Ông C có nồng độ cồn 0,743mg trên 1 lít khí thở, vượt gần gấp đôi mức kịch khung, bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng. Ông C cho biết đã nhậu hai lon trong tiệc tất niên tại nhà bạn, đang trên đường về nhà thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Cũng trong đêm 17 tháng 2, hai tài xế khác vi phạm nồng độ cồn lần lượt là 0,349mg trên 1 lít khí thở và dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở, cũng bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 lập biên bản xử phạt. Trước đó, tối ngày 13 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết, đội cảnh sát giao thông Đà Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tổ chức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm, lực lượng chức năng đã kiểm soát 135 mô tô, 45 ô tô. Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bia rượu bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe. Trong đó, cảnh sát giao thông ghi nhận trường hợp vi phạm ở mức kịch khung. Liên quan đến vấn đề đo nồng độ cồn mới đây, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phố Lò Đúc để đảm bảo công tác kiểm tra xử lý hiệu quả, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với những người điều khiển xe máy ô tô có biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy và ô tô, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tổ công tác phát hiện xe máy biển số 30K397XX do ông TVB ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ban đầu ông B không chịu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này thừa nhận buổi trưa cùng ngày đã sử dụng vài chén rượu thuốc để chữa bệnh đau lưng. Sau đó, người đàn ông này mang cả chai rượu thuốc cất trong cốp xe máy ra cho cán bộ tổ công tác xem liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác sau đó đã thuyết phục ông B chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông B vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,048mg trên 1 lít khí thở. Vượt qua, Đoàn Giám sát Công tác Quản lý tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thịnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do ông Bùi Quang Nam, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao làm trưởng đoàn, đã thực hiện giám sát tại Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí. Theo đó, Đoàn giám sát của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã giám sát công tác quản lý, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Luật Di sản Văn hóa, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghị định số 110 trên 2018 NDCP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Theo biên bản làm việc của đoàn giám sát, nhìn chung các hoạt động văn hóa và lễ hội đã diễn ra vui tươi lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, Du khách đến chiêm bái thực hiện nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục của dân tộc trong hoạt động di tích lễ hội. Thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý di tích theo quy định của luật di sản, quản lý chặt chẽ không để các hoạt động văn hóa thể thao có tính chất phản cảm, cờ bạc trá hình xuất hiện. Chùa Ba Vàng đã phối hợp cùng lực lượng công an thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trực tự, chủ động phòng ngừa các hoạt động mê tín dị đoan tại chùa, đồng thời không có hiện tượng chèo kéo khách tham dự lễ hội, sử dụng dịch vụ hàng hóa thu đổi tiền lẻ hưởng trên lệch giá. Tại nơi thờ tự, tiền thường xuyên được thu gom vào hòm công đức, không có hiện tượng cài, dắt, đặt, giải, thả tiền trên các tay tường, cây cối, nải quả, gây mất mỹ quan. Qua kết quả kiểm tra thực tế, đoàn giám sát đánh giá công tác tổ quản lý di tích tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 đã được chùa quan tâm triển khai thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa tại nơi tổ chức lễ hội tín ngưỡng, Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của chính quyền địa phương và nhà chùa trong công tác tổ chức hoạt động tín ngưỡng. Đoàn giám sát yêu cầu chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 30 trên CTTTR ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp, bảo đảm đón Tết Nguyên đáng giáp thình vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các quy định khác có liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền những giá trị di sản văn hóa nâng cao tinh thần tự giác, thực hiện hành vi văn minh, lịch sự nơi công cộng theo đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, hướng dẫn nhân dân trong việc cài dắt, đặt, giải tiền đặt lễ, tiền giọt dầu, tiền công đức đúng nơi quy định, không gây phản cảm, chủ động phòng ngừa các hoạt động mê tín dị đoan tại chùa. Cùng với đó, đoàn giám sát đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện đúng quy định về không tiếp nhận công đức các linh vật lạ không sử dụng các sản phẩm biểu tượng linh vật ngoài lai không phù hợp tại di tích thực hiện đúng quy định về việc không tổ chức các hình thức mê tín dị đoan dân sao giải hạn tại di tích giữ gìn vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông chống trộm cắp tại nơi thờ tự bói toán sóc thẻ móc túi các văn hóa phẩm sách có nội dung bói toán Đoàn giám sát cũng đề nghị Chùa Ba Vàng tăng cường hệ thống bản, biển hướng dẫn cho nhân dân và du khách đi tham gia lễ hội, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh. Trước những đề nghị trên, đại diện Chùa Ba Vàng nhất trí nội dung biên bản, tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn giám sát và mong được sự hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ, thỉnh tượng thích quảng đức về chùa. Vào ngày Vía Thần Tài, nhiều người thường đổ xô đi mua vàng thần tài để cầu một năm nhiều may mắn, tài lộc sung túc, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên để mua bán vàng được thuận lợi, suôn sẻ trong dịp này thì mọi người cần chú ý những lưu ý quan trọng khi đi mua vàng. Mua vàng điều quan trọng cần lưu ý là chọn loại phù hợp, thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Hiện trên thị trường rất nhiều sản phẩm vàng thần tài với mẫu mã đa dạng như vàng miếng, nhẫn, lắc, tượng thần tài sản phẩm được nhiều người ưa chuộng là 6 bản vị nhẫn tròn trơn vàng dòng thăng long và các loại đồng vàng. Loại này đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích và tài chính. Vàng nhẫn tròn trơn thường có giá trị tịnh tiến, ổn định hơn so với những loại vàng khác. Ngoài ra, cũng nên cân nhắc khi mua sản phẩm vàng mỹ nghệ, sản phẩm mạ vàng. Một số thường chọn mua sản phẩm theo phong thủy hợp tuổi hợp mệnh. Tuy nhiên, sản phẩm này có nhược điểm lớn là sẽ không có giá trị khi bán lại. Các cửa hàng nói sẽ không thu mua lại sản phẩm mỹ nghệ mạ vàng. Vì vậy, bạn cần cân nhắc kỹ khi chọn mua, bởi mỗi loại sản phẩm này có giá từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, xu hướng những năm gần đây, người dân còn mua thêm các loại trang sức bằng vàng dòng thăng long, ngoài việc tích trữ còn để làm đẹp đầu năm. Họ cũng mua một số các loại đá phong thủy để mang lại may mắn, tài lộc, hanh thông thuận phát. Việc mua vàng trong ngày đầu năm mới thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng và tránh mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã được sửa chữa. Đây không chỉ là vấn đề về giá trị vật chất mà còn liên quan đến tâm linh và quan niệm về sự tinh khiết khởi đầu mới mẻ. Trong văn hóa phong thủy, vàng mới tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Mua vàng đã qua sử dụng có thể mang theo năng lượng của người chủ cũ, không phản ánh được ý nghĩa của việc bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành và thuận buồm xuôi gió. Vào ngày vía thần tài, nhu cầu mua vàng của thị trường thường cao, nhiều người xếp hàng hoặc chờ đợi nhưng không chọn được sản phẩm ưng ý. Theo đó, khách hàng có thể tham khảo mẫu sản phẩm trên website, fanpage của các hãng vàng lớn. Liên hệ với nhân viên tư vấn để đặt cọc trước, đúng ngày thần tài chỉ cần đến lấy sản phẩm đã chọn hoặc đặt vận chuyển tới tận nhà. Cách mua vàng này vừa đảm bảo vẫn có thể xem hàng đúng ngày mà không phải xếp hàng bon chen. Một số hãng vàng có tiếng trong nước như Doji, Bảo Tín Minh Châu, PNG, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đều mở kênh đặt hàng trước trên website fanpage của họ. Các sản phẩm mới nhất và giá thành cụ thể cũng được cập nhật tại các hệ thống bán hàng online kể trên. Người mua hàng có thể đặt hàng ngay bây giờ, thay vì đến tận nơi xếp hàng mua. Lưu ý quan trọng khi mua vàng vào ngày vía thần tài là người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu vàng uy tín. Thương hiệu uy tín thường cung cấp vàng có chất lượng tốt và đáng tin cậy họ thường tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về chất lượng của sản phẩm, giúp bạn tránh được việc mua phải vàng giả hoặc vàng kém chất lượng. Mua vàng từ các thương hiệu lớn cũng giúp bảo đảm an toàn trong giao dịch, bạn có thể tin tưởng vào quy trình giao dịch và bảo mật thông tin cá nhân của mình. Hơn nữa, các thương hiệu uy tín thường tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và thuế, giúp bạn tránh được rủi ro pháp lý và hậu quả tiềm ẩn khi giao dịch. Liên quan đến vụ cháy nhà làm 4 người tử vong, hiện trường vụ cháy trong hẻm 623 trên 20, đường cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm Nguyễn Thị Hồng Xuân sinh năm 1978, Lê Thị Hồng Tuyết sinh năm 1977, Trần Quốc Cường sinh năm 1986 và LHD sinh năm 1968 đều sống tại căn nhà số 623 trên 20 trên 19. Bảy người thoát nạn cùng một số nhân chứng được ghi nhận lời khai để làm rõ. Qua tìm hiểu, căn nhà số 623 trên 20 trên 19 gồm nhiều thành viên là anh chị em sống chung với nhau. Căn nhà này nhiều tháng trước treo bảng bán với giá 5,2 tỷ đồng. Người giao bán là ông LHD, nạn nhân tử vong trong vụ cháy tuy nhiên nhiều người đến hỏi mua gia đình đều từ chối tiếp không bán vì căn nhà này dùng thờ cúng và hương hỏa cho cha mẹ việc ông đê muốn bán căn nhà là ý kiến riêng của ông đê gia đình không đồng ý Việc nhiều thành viên không đồng ý bán căn nhà dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Đỉnh điểm là khoảng 2 tháng trước, trong lúc mâu thuẫn, ông Đê đã dùng xà bông giặt pha với nước tạt vào vợ chồng bà Xuân, khiến ông Tèo bị tái ngã, bị thương ở vùng xương sườn. Công an phường đã giải quyết vụ việc và bắt ông Đê, cam kết không tái phạm. Tối ngày 16 tháng 2, gia đình tập đánh bài nhưng ông Đê không tham gia. Đến hơn 0 giờ ngày 17 tháng 2 thì cả nhà đi ngủ, đến hơn 3 giờ cùng ngày thì vụ cháy xảy ra. Do căn nhà xuống cấp trước Tết gia đình có mua một số thùng sơn về sân sửa lại nhà nhưng không kịp sửa nên cất tạm trên gác chờ qua Tết sửa nhà. Khu vực xuất phát cháy là căn gác nên có khả năng những tiếng nổ trong đám cháy là do các thùng sơn này gây ra. Tại hiện trường hai căn nhà cấp 4 gồm một trệt và gác gỗ bị cháy rụi, đổ sập, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Một số căn nhà kế bị cháy xém tại hai căn nhà bị cháy các tổ công tác tiếp tục tháo rỡ mái tôn kiểm tra khu vực gác gỗ nơi phát hiện bốn nạn nhân tử vong thu thập dấu vết giàn giáo được dựng lên để tránh trường hợp các bức tường của hai căn nhà bị đổ sập sau vụ cháy các tổ công tác lần theo dấu vết trong đống đổ nát để thu thập thông tin tiến hành điều tra Căn nhà bị cháy rụi gia đình gồm 4 người của anh Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1983, chủ căn nhà số 623 trên 20 trên 21, phải sống tạm tại một căn phòng trọ gần đó. Bạn bè hay tin liên tục gọi điện cho anh và muốn đến giúp dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà bị phong tỏa ngay cả anh Toàn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Anh Toàn kể, thời điểm ngọn lửa nhà kế bên cháy lan lên gác nhà mình, may mắn anh toàn vợ và hai con ngủ bên dưới tầng trệt nên phá cửa thoát ra ngoài kịp thời. Lửa cháy quá lớn anh toàn chỉ kịp dắt được hai chiếc xe gắn máy ra ngoài, còn lại toàn bộ tài sản bị cháy rụi, căn nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn. Cùng thời điểm này tại căn nhà bị cháy một người đàn ông kịp thời kéo hai đứa nhỏ thoát ra ngoài hoảng loạn kêu cứu. Bà Tê sinh năm 1974 có nhà sát vách với hai nhà bị cháy vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát nạn cho biết thời điểm cháy bà Tê và con gái lớn đang ngủ trong phòng trên gác thì nghe thấy mùi khét ngạt thở nên vùng bỏ chạy ra ngoài. Bà Tê gọi điện cho chồng về nhà sau đó chồng bà Tê leo lên gác dập lửa. Lúc này lửa đã bén vào la phong chồng bà Tê đã dùng gậy phá cửa sổ để khói thoát ra ngoài lấy gậy đập lửa đang cháy hừng hực trên xào đồ để tránh lửa cháy lan chồng bà t vừa dập lửa vừa thu gom các vật dụng dễ cháy ra ngoài trước khi ngọn lửa được lực lượng cháy chuyên nghiệp dập tắt tại hiện trường căn nhà bà t bị cháy rơi la phông xuống gác gỗ cũng may lúc lửa bén qua mẹ con kịp thời tỉnh giấc nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra vì khói độc gây ngạt khó thở kinh khủng bà t thuật lại nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến bốn người tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ và vẫn chưa được công bố chính thức Mới đây Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn story ghi lại quá trình bé He đang tập quay giới thiệu những món đồ chơi có nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau. Khi nhìn khảnh khắc này, không ít khán giả đã suy đoán rằng nữ hoàng nội y bắt đầu cho con gái nuôi tập tành làm vlog tự tin thể hiện cá tính trước ống kính. Ngọc Trinh từng chia sẻ về mối quan hệ với bé He. Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh tiktok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2-3 năm về trước. Không trách mọi người được vì hè khá giống Trinh, từ đôi môi chúng chiếm gương mặt tròn, nhưng thật ra đây là cháu của mình. Con gái ruột của anh trai. Vì thương anh gà trống nuôi năm con, nên Trinh gánh bớt phần vất vả, nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem he như con gái ruột. Trong khoảng vài năm trước, người đẹp từng nhiều lần gây xôn xao cõi mạng khi thực hiện một chuỗi vlog ghi lại quá trình giới thiệu đập hợp những món đồ hiệu xa xỉ. Cô thẳng thắn nói về cách tiêu tiền của bản thân. Món nào 1 tỷ đổ lại thì tôi mua ngay không cần suy nghĩ. Nhưng 4 đến 5 tỷ thì cũng phải suy nghĩ. Tôi không phải máy in tiền mà nói một cái có 4 năm tỷ mua đồ luôn. Tôi cũng phải trúng show này bán căn nhà kia mới có tiền. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh đã trở nên cẩn trọng tỉ mỉ khi xuất hiện trên mạng xã hội hầu biến cố lớn nhất đời tư. Cô tạm thời không ăn vận sang chảnh như trước đây, chỉ mặc đồ giản dị, hạn chế chia sẻ quan điểm của bản thân và dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Sau Tết Nguyên Đán 2024, người mẫu Ngọc Trinh vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Mới đây, người mẫu Ngọc Trinh chia sẻ loạt ảnh đưa con gái nuôi và các cháu đi đến một xưởng cốm và quán ăn chay. Cô mặc váy hai dây rộng, sử dụng túi xách hàng hiệu. Ngọc Trinh trông khá gầy gò sau khi hưởng án treo. Thúy Kiều, trợ lý của Ngọc Trinh cho biết nữ người mẫu đang cố gắng tăng cân. Ngọc Trinh trải lòng, qua tháng ngày mưa bão lẫn trên trao, em chỉ mong cuộc đời mình êm ả càng yên tĩnh càng nhẹ tên đến lạ, thấy an nhiên hạnh phúc ở tâm hồn. Ngọc Trinh cố gắng lấy lại tinh thần. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh, bạn thân của Ngọc Trinh tiết lộ tâm lý cô chưa ổn định, bị mất ngủ sau khoảng thời gian vững lao lý. Sau Tết, Ngọc Trinh dự kiến thực hiện kế hoạch từ thiện ở quê nhà.